Mình xin chào anh chị em cô chú đồng ngư, những người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung. Lời nói đầu tiên thì mình xin kính chúc cho mọi người luôn thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp thật là nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với mọi người cái vấn đề đó là hồ vừa mới đi vào hoạt động á, mình sử dụng vi sinh như thế nào cho nó hợp lý, và nếu như hồ của mình không sử dụng vi sinh nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng nước cũng như là cá. Đây là một trong những cái câu hỏi mà mình nghĩ là anh chị em cô chú nào hồ vừa mới đi vào hoạt động á cũng đều muốn tìm hiểu. Thì ở đây mình sẽ giải thích theo quan điểm cá nhân thôi, nó gói gọn trong tầm cỡ khoảng 3 phút thôi nha. Nói về cái chủ đề vi sinh thì mình đã làm rất là nhiều cái video mình chia sẻ lên kênh rồi, nhưng mà tại vì có một số anh em hỏi ở trên mạng hoặc là một vài nơi người ta cung cấp vi sinh á, thì người ta chia sẻ rằng hồ cá coi thì nên sử dụng vi sinh, tại vì nếu mà mình không sử dụng vi sinh á nó sẽ ảnh hưởng đến cá cũng như là chất lượng nước trong hồ của mình rất là nhiều. Thì mấy anh em cũng hỏi mình là như vậy nó có đúng chính xác 100% hay không. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Thì mình xin khẳng định lại một lần nữa là những cái mình chia sẻ nó chỉ dựa trên quan điểm cá nhân thôi nha. Riêng cái hồ mini 500 lít của mình á là mình không có xài vi sinh nha mọi người. Còn hồ hiện tại bây giờ mình đang chia sẻ lên giao lưu với là mọi người là hồ của em Út ở tỉnh Tây Ninh nha. Cách đây hơn 2 tháng thì mình đã có chia sẻ hồ của Út lên kênh của mình một lần rồi. Nhưng mà thời điểm đó là hồ của Út vừa mới đi vào hoạt động nên là mình cũng không có đánh giá được gì nhiều nha mọi người. Mình rất là vui và vinh dự khi là người đồng hành với lại Út từ lúc bắt đầu đến lúc mình thả cá luôn. Chất lượng nước trong hồ thì như mọi người thấy rất là trong nha. Mình nhìn mình thấy cái nền hồ luôn. Cái thứ hai nữa là cá trong hồ anh em thấy rất là khỏe. Trong hồ thì Út đang nuôi cá F1 với lại cá Nhật, thì chứng tỏ một điều rằng cái chất lượng nước trong hồ của Út được xử lý rất là tốt nha. Lúc ban đầu khi mà Út thả cá đó thì Út cũng có hỏi ý kiến mình là có nên sử dụng vi sinh hay không. Thì mình cho Út một cái lời khuyên là tầm cỡ khoảng sau một tháng đi, khi mà em nắm được cái nguyên lý hoạt động của cái bộ lọc của mình á, bộ lọc có nghĩa là nó xử lý nước được tốt, lúc đó thì em hãy sử dụng vi sinh. Còn thời gian ban đầu thì mình cần phải kiểm soát ngay chỗ cái bộ lọc của mình trước. Rồi sau cái thời gian một tháng, nói chung là điều chỉnh một vài cái chi tiết bên trong hệ thống lọc thì Út cảm nhận được rằng cái chất lượng nước trong hồ của mình nó đã tốt rồi, nên là Út không sử dụng vi sinh luôn. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là hồ của mình hoạt động hơn 3 tháng rồi nha. Nước rất là trong mà cá cực kỳ khỏe và Út chưa một lần sử dụng vi sinh nha mọi người. Thì thông qua video này, ngoài cái việc mà chia sẻ hồ của Út lên giao lưu với là mọi người á, một lần nữa mình khẳng định với là anh em, vi sinh rất là tốt cho hồ cá nha. Nhưng mà những cái hồ lớn thì mình không biết, nhưng mà những cái hồ mini tầm một khối đổ lại hoặc là hồ 2-3 khối đó, anh em chỉ cần tập trung vào ngay chỗ hệ thống lọc thôi. Còn cái chuyện vi sinh thì anh em xài cũng được, mà mình không xài thì cũng được, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cá cũng như là chất lượng nước trong hồ của mình nha. Mình giả sử như hồ của anh em, cái bộ lọc của mình yếu, anh em có xài vi sinh tốt cách mấy đi nữa thì cái chất lượng nước của mình nó cũng không được đẹp giống như trong hồ của Út, và cá của mình nó sẽ không có được sung, được khỏe. Còn khi mà anh em không sử dụng vi sinh mà mình làm cái hệ thống lọc của mình á, nó xử lý nước được tốt nè, nói chung là tất cả các cái đều đạt ở cái mức gọi là ok đó, thì anh em không cần phải lo nghĩ quá nhiều đến cái việc mà sử dụng vi sinh nha. Thì trong cái thời gian vừa qua có một số anh em hỏi một vài cái nơi người ta tư vấn về vi sinh á, thì mọi người đang phân vân là không biết hồ không sử dụng vi sinh nó như thế nào. Thì thông qua hồ của em Út thì mình mong rằng mọi người sẽ có một cái nhìn nhận cũng như là nhận xét khác về vi sinh nha. Khẳng định như là mọi người một lần nữa là vi sinh rất tốt, nhưng nếu như mình không sử dụng vi sinh thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng nước cũng như là cá trong hồ của mình, khi bộ lọc của mình hoạt động tốt, xử lý nước tốt nha. Bằng chứng là hồ của em Út ở đây, sau 3 tháng hơn đi vào hoạt động không sử dụng vi sinh, nước trong cá khỏe, thì chứng tỏ một điều rằng cái bộ lọc nó quan trọng hơn cái việc mà mình lựa chọn vi sinh tốt để mà sử dụng để giúp cho nước của mình trong nha. Thì thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cái cách làm lọc mới, cũng như là một vài cái lưu ý khi nuôi cá coi để giúp cho cá của mình nó khỏe mạnh hơn. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Xem video mà thấy những cái mình chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.